thử tuyến cao tốc đi Nha Trang, từ Cam Ranh Nha Trang chui xuyên núi luôn. Này khỏi đè đều để tao luôn. Tuyến này mới mà, này nằm trong trục đường cao tốc Bắc Nam. Thì xuyên núi nè, đó nhìn sau lưng rồi mà đó. Núi mà xuyên hầm núi đó. Đẹp quá trời luôn. Cao tốc nè, đúng giữa thì chứ. Ủa, đã tối nay trăng sáng nữa. Ê, đừng. Bài đi biết điên này không coi. Trời, ra đứng luôn ra. Thôi đừng đi tới ngoài kia, mày ngồi chuyển mẫu, ngồi xe chuyển mẫu đi đây. Phải về xe dừng ngồi. Xe dừng ngồi. Thôi mà nó chạch nè, ngay chỗ đó. Đẹp không? Thì xuyên, xuyên qua đó. Ủa, làm hay quá. Làm gì? Ủa? Thì phải, phải đục không quá chứ. Phải đi làm với cái trời đất. Là lần. Và lần lên đó là cái núi chặn ngang vậy nè, thì mình phải đục qua đó kìa. Đục nguyên, đục qua máy móc đủ làm được lâm trời đất lở cả nước ngoài thì đó. Giống như cái núi này nè, đó trước mặt mày vậy nè, đục không qua hình cái đường thôi. Chứ mình nói đâu ra mà đâu ra mà đâu đẹp chỗ nào. Đi gần mày đi. Hả? Đây tới đâu mà có núi vậy? Đang ở Cam Ranh. Thì Cam Ranh xong mới tới Nha Trang mà. Ừ, đi tới đây được rồi. Đâu? Đâu? Nè, núi nè. Ôi, ôi sao vậy? Đó, dịch đá này nè.
đi đảo gì vậy? Đi đảo. Đi đảo. Dính đá chứ ha. Đó. Ha, vậy mà xuyên qua được luôn hay quá ha. Nè nó đá trong bên trang này nè mà. Ừ. Nó xuyên qua thành cái hầm hay quá. Hôm này cũng đá đô núi luôn. Đá đó. Đá hả? Đá đó. Ừ. Nè. Soi đèn nè. Nó đục dữ lắm, máy móc nó dữ. Đây chắc sợ sạt lở nên rào rồi nè. Ừ. Ok hả? Đá mà đục hay ghê chứ. Đục xuyên qua luôn. Xuyên thành cái hầm luôn dữ kìa. Chưa xong mà chưa hoàn thiện hẳn. Em cho chạy luôn nha. Tới đây mấy giờ mà chưa kịp? 3 giờ. 3 giờ thì cũng có ăn rồi đó. Đây trong rừng có em. Nè, ra khúc này là bắt đầu có sóng lên nè. Này khúc kia mất sóng. Này mất sóng luôn, coi được nè. Luôn nghe cái núi. Say.
Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.